Dạ, khi thấy nước nó sôi lên á, mình cứ để không cần ngập mặt đó, để cho nó sắp sắp vậy, cho nó ngang đó, rồi mình sẽ chở mặt nó. Rồi bây giờ mình bỏ đường phèn vô. Này không cần bỏ muối, tại vì trong con mực này nó có độ mặn sẵn rồi, mình không cần bỏ muối. Không, mình để lửa thiệt sôi, đừng để cho nhỏ, cho nó thấm cái nước màu nó vô. Đây, bên này mình làm cái món mực kiểu Hồng Kông nè, Giant Squid Hong Kong Style. Đó, mình có một con mực bự nè, rửa sạch hết rồi nè. Rồi để cho ráo. Thì nguyên liệu chung với cái món này á, là có là gừng nè, thì hồi, đường phèn, và cái Double Black Soy Sauce, là cái nước gọi là nước nước tương đậm đậm đặc á. Bây giờ mình bắt một cái chảo hoặc một cái nồi lên trên cho nó ngập mặt á, cái nó phải cao lên để chút mình bỏ nước lên đó, mình làm cho nó ngập mặt cái con mực, để càng bự càng tốt. Thì bây giờ mở lửa lớn lên nè, mình canh khoảng chừng mà chờ nó cái nồi nóng á, rồi bắt đầu mình nó bỏ dầu vô, mình chiên sơ nó. Rồi sau khi bỏ cái chảo lên cái nồi nó nóng nè, mình bỏ dầu ăn vô để mình thử sơ nó bằng tỏi, bằng gừng chứ, số bảy bạn không ở vậy. Rồi bắt đầu nóng nè, bỏ gừng vô, gừng chuẩn bị sạch đây nè, rồi bỏ vô, bỏ hết gừng luôn. Chỉ sau đó bỏ cái hồi này vô luôn, ở trong vừa sạch thôi đó, sạch thôi cho thơm thôi. Để rong cho nó khét nha, mình chỉ xin nhớ thơm thôi, bắt đầu bỏ nguyên con mực vô, con mực chiên sơ nó. Không cần chiên chín đâu, mình làm cho nó săn lại thôi. Thì là mình canh nó hơi săn lại, mình là chở mặt, chở mặt nó. Thì mặt nó săn lại đó, rồi mình lật cái mặt nó lại. Rồi cái này mình không cần chín. Nên tài khó lại bầu. Nó săn lại thôi. Rồi bây giờ bắt đầu xong hai mặt đó, mình đổ cái dầu đen vô nha. Đây, đổ cho nó mặt. Cái màu này chỉ qua là nó làm cho có màu đẹp thôi. Cứ để cho nó thấm xong một chút nữa rồi mình đổ nước vô, rồi mình nên món này nấu rất là nhanh, đừng có nấu lâu quá, nấu lâu nó sẽ bị khô cứng lắm, không có độ giòn mềm đâu. Cứ để lửa lớn lên, kiếp hai ở sau khi mình chiên một mặt á đó, mình thấy cái nước xì dầu nó thấm vô con mực, bắt đầu có độ vàng nè, đẹp chưa, rồi màu nâu của nước tương á, nước tương đen nè. Rồi bắt đầu khi mà nó sắc lại, nó khô á, rồi mình mới chế nước vô. Rồi chế nó ăn vô, nước uống vô. Nó sôi khô nè, được để lâu nó bị khét. Mình chế nước uống vô cho nó ngập mặt không.
vẫn để lửa lớn nha. Bây giờ kia thấy nước nó sôi lên á, mình cứ để không còn ngập mặt đó, để cho nó sắp sắp vậy, cho nó ngang đó, rồi mình sẽ chở mặt nó. Rồi bây giờ mình bỏ đường phèn vô. Cái này không cần bỏ muối, tại vì trong con mực này nó có độ mặn sẵn rồi, mình không cần bỏ muối. Không, để lửa thiệt sôi, đừng để cho nhỏ, cho nó thấm cái nước màu nó vô. Để lửa thiệt lớn. Đó, cái này nấu không nấu lâu nha, tùy theo con mực lớn nhỏ. Con mực này lại bự rồi, mình làm sao mình cảm thấy nó thấm cái màu nước tương vô thôi là được rồi. Chở cái mặt nó lại. Nó có tay khó. Khó quá. Chở lật mặt lại thôi. Ok, để tắt máy chở mặt lại. Nếu khi mình chở con mực đó, chở tới chở lui thấy cái màu nó thấm vô nó đều á là mình tắt liền nha. Con này mực này mình nấu không có lâu đâu, khoảng chừng 5 phút thôi là được rồi, nấu lâu nó sẽ bị khô. Đó, bây giờ mình tắt lửa đi. Tắt lửa. Tắt lửa. Rồi bắt đầu mình mới đậy nó lại. Cho nó chín từ từ. Đẹp lại. Thì để lại trong để khoảng chừng 5 phút thôi là đem ăn được rồi. Ok. Rồi xong, bây giờ cái mực nó chín hơn, mình trong thời gian mình để khoảng chừng từ tùy con lớn hay nhỏ, từ 3 đến 5 phút, không để lâu nha, nó sẽ bị khô. Rồi mở nắp ra là bắt đầu mình mới đem nó ra rồi sắc ra ăn. Thì ai muốn ăn thì mình kiếm cái nước này mình chấm với nó nha. Thôi lại trời. Trời. Rồi bắt đầu giờ mình sắc mực ha. Rồi để mình dĩa. Chừng nóng á. Hấp dẫn chưa? Rồi nước sốt nữa này. Cái nước nãy mình nấu nó đó, em rồi chấm với nó. Cái này cũng có thể ăn chung với tương ớt, nếu mà ai thích ăn tương ớt thì ăn. Dạ, bỏ ăn thử ớt trái cắt vô. Đây. Ok. Bắt đầu mình thử một miếng nha. Mình dùng nó bụng quá đây. Ta luôn. Nó giòn. Nó thơm ngon. Ăn tương ớt, bỏ tương ớt vô. Tuyệt vời. Ăn miếng nữa đi. Ngon quá. Đúng kiểu Hồng Kông nha các bạn. Không tưởng tượng nổi. Không cần là không.